Chương 604, bình an là tương đối. Được, Cái Quang Di lập tức đáp. Sau khi nói xong, hắn liền nghĩ tới cái gì, đi theo bổ sung một câu: Mạc huynh, bình an giác ở khu vực ở giữa Tây Tiệm Hải cùng với Đại Hoang Hải Vực. Nếu là Đại Hạo Tiên Môn thật sự tìm được bình an giác, chúng ta còn có thể đi Đại Hoang Hải Vực để tránh mệnh. Đại Hoang Hải Vực? Mà có kỵ nghi hoặc nhìn Cái Quang Di. Cái Quang Di giải thích nói: Đại Hoang Hải Vực chính là chân chính biển cả, không có tận cùng, vô biên vô tận. Liền xem như tiên giới cũng có rất ít người có thể đi khắp toàn bộ Đại Hoang Hải Vực. Tại Đại Hoang Hải Vực chỗ sâu có vô số bảo vật cùng cơ duyên, cũng có vô số nguy cơ. Bình thường tại Đại Hoang Hải Vực chỗ sâu có thể sống 10 năm, liền xem như vận khí cực kỳ tốt. Kỳ thực chúng ta chạy trốn tới Bình An Giác chính là có ý tứ đi Đại Hoang Hải Vực. Vì cái gì? Người không phải nói còn có một cái Bình An Lâu sao? Mà có kỵ càng là không hiểu, Bình An Lâu ngay cả tiên đế đều có thể ngăn cản, nếu như Bình An Giác có gì phải sợ? Các Quang Di cười khổ: Mạc huynh có chỗ không biết, Bình An Lâu tiêu phí cực kỳ kinh người. Mỗi một ngày tiêu phí chính là 10.000 thượng phẩm tiên tinh. Người ngẫm xem ai có thể ở nổi. Mà quốc kỵ cũ này hít một cái hơi lãnh khí. Một ngày 10.000 thượng phẩm tiên tinh, một năm chính là mấy trăm vạn thượng phẩm tiên tinh. Liền xem như hắn cũng không đứng nổi. Không đúng, đừng bảo là hắn, xem như tiên đế cũng không nhất định. Nếu như vậy, Bình An Lâu này thật đúng là hữu danh vô thực. Cái Quang Di cười khổ nói: Trên thực tế có thể ở lại nổi Bình An Lâu thật không có mấy cái. Rất nhiều người đều tại phụ cận Bình An Lâu tìm kiếm một cái tức lâu ở lại. Không biết được tiên đế đến lầm thời vào Bình An Lâu. Làm như vậy tiết kiệm hơn tiên tinh, đương nhiên dạng này cũng là gặp nguy hiểm. Thật là biết lừa tiên tinh a. Mã Quốc Kỵ không khỏi cảm thán: Chắc Bình An kia thế mà thông qua được loại thủ đoạn này kiếm lấy tiên tinh, thật đúng là có đầu óc. Đương nhiên cái loại này cũng cần có thực lực cường đại mới được. Bất quá ta nghe nói có mấy người quanh năm ở tại Bình An Lâu, dài nhất một cái đều là ở mấy trăm năm, còn không có rời đi. Cái Quang Di nghe được mà có cái cảm thán, còn nói thêm: Mấy trăm năm, cái kia muốn là bao nhiêu tiên tinh? Đây là một cái ức đến tính toán. Mà Quốc Kỵ lúc trước một lần còn tưởng rằng chính mình tương đối giàu có, tại trước mặt những cái gia hỏa động trời lấy ức kế tiền tiên tinh đến, hắn thật không có đáng chú ý a. Mặc kệ Bình An Giác có bao nhiêu hao tốn tiên tinh, Máu Kỵ vẫn quyết định xem một cái hắn đắc tội với người ta thực sự quá cường đại một chút. Máu Kỵ mời Cái Quang Di ba người lên phi toa của hắn. Phi toa là thất phẩm tiên khí. Tây Tiệm Hải đoạn đường này cơ bản không có yêu thú lợi hại gì, cho nên một đường thông suốt. Mấy ngày sau, tại khi bốn người nói giỡn ở giữa, Máu Kỵ thần niệm đã thấy một cái mảnh lục địa. Theo Máu Kỵ, trong cái biển lục địa bình thường là hòn đảo hoặc là đá ngầm, cho nên Bình An Giác cũng là một hòn đảo đồng dạng tồn tại. Nhưng là xuất hiện trong thần niệm của Mạc Quốc Kỵ, mảnh đại lục này thế nhưng là một cái bình thường thành thị đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đột xuất sơn phong. Đây quả thực là thành thị xây dựng ở trên một cái quảng trường vuông vức trên biển. Không chỉ như thế, lức biển cùng với lục địa kia cơ hồ là ngang bằng nhau. Cuồn cuộn bão sóng biển bị Bình An Giác hộ trận ngăn trở, không có cách nào vượt qua một phân. Mạc Quốc Kỵ huynh, nơi này là muốn dừng lại phi toa. Bình An Giác chỉ cho phép thuyền từ biển đi qua, không cho phép bất luận phi hành pháp bảo nào từ trên không trung tiến vào. Cái Quang Di nói. Không cần Cái Quang Di nói mà Quốc Kỵ cũng là đình chỉ phi toa. Không phải hắn biết cái quy củ này, mà là thần niệm của hắn nhìn thấy một cái mạch cảnh tượng mênh mông khác. Vượt qua Bình An Giác cũng là một vùng biển. Nước biển trong vùng biển kia nhan sắc lại là màu đỏ sậm. Cái huynh, chẳng lẽ địa phương nước biển màu đỏ sậm kia là Đại Hoang Hải Vực? Mã Quốc Kỵ đột nhiên hỏi. Cái Quang Di gật đầu nói: Đúng vậy, Đại Hoang Hải Vực nước biển toàn bộ là màu đỏ sậm. Mã Quốc Kỵ cảm thán: Quả nhiên là một địa phương kỳ lạ. Mã Quốc Kỵ tiến qua biển đỏ. Biển đỏ màu đỏ nhưng lại khác biệt, đó là sóng biển đưa tới, mà là thời gian cũng là hạn chế. Thậm chí diện tích cũng không phải là toàn bộ hải vực. Đại Hoang Hải Vực này so với biển đỏ không biết rộng lớn hơn bao nhiêu lần. Loại đỏ sậm này hiển nhiên không phải là sóng biển đưa tới. Cái Quang Di tế ra một cái chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ có thể dung nạp 7-8 người. Hiển nhiên đây là hắn đã sớm chuẩn bị. Bình An Giác bến tàu cũng không lớn, Máu Kỵ thậm chí không tới một chiếc. Dừng ở trên bến tàu thuyền, Cái Quang Di
thuyền rất nhỏ nhanh chóng tới gần Bình An Giác bến tàu. Tại bên cạnh bến tàu chỉ có một tên tù sĩ bình thường thủ hộ nơi đó. Bốn người sau đó đạp vào trên tàu. Tù sĩ quét qua một chút nói: Đại ất tiền trở lên, mỗi người 50,000 thượng phẩm tiên tinh. Cái Quang Di chủ động lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho tù sĩ tầm thường kia nói: Chúng ta bốn người chuẩn bị tại Bình An Giác lá lại một đoạn thời gian. Đây là 20,000 thượng phẩm tiên tinh. Tù sĩ tiếp nhận cái Quang Di chiếc nhẫn, lấy ra bốn cái ngọc bài đưa cho cái Quang Di sau đó nói: Đi vào đi, chúc các ngươi may mắn. Phải nhớ được bản thân tại trên ngọc bài khắc xuống danh tự. Đi ra bến tàu về sau, Mã Quốc Kỵ mới hỏi: Cái huynh, tiến vào nơi này còn muốn mỗi người giao nạp ra 50,000 tiên tinh. Cái Quang Di gật đầu: Đúng vậy. Mà lại là đóng tiền này cũng không phải là lần này coi như xong. Đằng sau có các loại tiền thuế, tỉ như thuế ở lại, thuế tu luyện, thuế bình an các loại. Chúng ta vừa rồi giao nạp 50,000 là thuế lên bờ. Máu kỵ thần nghĩ, thật là đền quá à. Lấy cái loại thủ đoạn này đến thu lấy phí tốn. Chắc bình an này muốn không phát tài đều không được. Cái Quang Di đem ngọc bài trong tay phát cho mỗi người. Nhớ kỹ trên ngọc bài khắc tên mình. Máu kỵ tiếp nhận ngọc bài, phía trên quả nhìn có ngày lên bờ. Xem cái tên này tùy tiện khắc, tại Bình An Giác cũng không có người thèm để ý tên người là gì, mà là tại chế ý người ở chỗ này bao lâu. Máu kỵ tiệm tay đen tên mình khắc lên nói: Cái huynh, một hồi ta đem 50,000 thượng phẩm tiên tinh cho ngươi. Cái Quang Di vội vàng khoát tay nói: Mạc huynh, chúng ta bây giờ là người trên cùng một cái thuyền. Lần này tới Bình An Giác ta chuẩn bị không ít tiên tinh. Chỉ là 50,000 tiên tinh ta vẫn là có thể giao lội. Nghe được cái Quang Di nói vậy, Mã Quốc Kỵ lại không nói gì. Hắn tại Bình An Giác muốn nghe một chút tin tức, cho nên tạm thời không rời đi. Chờ tới lúc rời đi lại cho một chút tiên tinh cho cái Quang Di ba người. Oanh, một cái trận tiên nguyên qua chạm truyền tới. Mã Quốc Kỵ bốn người lập tức dừng bước. Mã Quốc Kỵ kinh ngạc trông thấy hai cái tiên tu sĩ cách đó không xa đánh nhau. Xung quanh thậm chí có người vây xem, trong đó tu sĩ rơi vào hạ phong toàn thân đều là máu tươi. Mã Quốc Kỵ nghi hoặc hỏi cái Quang Di: Cái huynh, nơi đây không phải là Bình An Giác sao? Vì cái gì còn có người trong lại đánh nhau? Cái Quang Di cười khổ nói: Mạc huynh, người có chỗ không biết, tại Bình An Giác đánh nhau là bình thường, trừ khi ngươi tiến vào Bình An lâu mới không có người khiêu khích ngươi. Bất quá loại đánh nhau này cũng sẽ không chí mạng, bởi vì nếu là người tại Bình An Giác giết người, người đồng dạng cũng sẽ bị oanh sát. Loại chiến đấu này chỉ là vết thương da thịt mà thôi, thua trận một phương chỉ cần xuất ra chút tiền tinh bồi thường vậy liền không sao. Quả nhiên cái Quang Di vừa nói xong, tên tu sĩ bị thương kia liền cầm ra một chút túi đựng đồ ném cho tu sĩ chiến thắng. Cái tên tu sĩ chiến thắng kia lắm lấy cái túi chữ Phật cấp tốc rời đi. Chiến đấu kết thúc, người phê xem cũng là cấp tốc tản ra. Mà có cái kỵ có chút im lặng. Đây là vết thương da thịt, hắn rõ ràng trông thấy tên tu sĩ bị thương kia đã bị thương tới gần cốt cũng là cùng đan điền. Xem như chữa thương cũng cần tiên đan chân quý mới có thể. Cái Quang Di tựa hồ biết mà có kỵ ý nghĩ giải thích: Kỳ thực còn có một cái biện pháp không cùng người ta phát sinh xung đột, đó chính là mỗi ngày lưu lại trong tức lâu tu luyện là được. Mã Quốc Kỵ khóe miệng co quắp lại hỏi: Ở tại tức lâu bình thường đoán chừng giá cả không thấp à? Cái Quang Di thở dài: Hoàn toàn chính xác không thấp, rẻ nhất một năm cần 10,000 thượng phẩm tiên tinh, cho nên rất nhiều người đều mạo hiểm đi đại hoang hải tìm kiếm một chút vật liệu bỏ ra bán. Chỉ cần mỗi lần rời đi Bình An Giác đều cần 10,000 thượng phẩm tiên tinh mới có thể đi. Báo kỵ cuối cùng minh bạch, nói cách khác Bình An Giác khắp nơi đều cần tiên tinh, không có tiên tinh chính là chờ chết. Nói chính rằng đây là một cái động tiêu tiền không có hưởng thụ. Cái đại ca, vì cái gì không có người tới tìm chúng ta gây phiền phức? Theo lý luận chúng ta mới tới, bọn hắn cảm thấy dễ ức hiếp mới đúng. Ô Niệm nhỏ giọng hỏi một câu. Cái Quang Di giải thích nói: Chính là bởi vì chúng ta mới tới, sẽ không có người tìm chúng ta gây phiền phức, cho nên tháng thứ nhất chúng ta không có phiền phức, tháng thứ hai xem như một chút người tìm người hay không. Bình thường tu sĩ thực lực quá thấp cũng không đủ tiên tinh, cũng đừng đến là Bình An Giác. Thế giới này bình an đã là tương đối, nơi nào còn có bình an tuyệt đối. Mà có kệ rất là tán đồng cái Quang Di lời nói. Thế giới này bình an thật là tương đối. Mấy vị hẳn là mới tới Bình An Giác đi, không bằng vào ở chúng ta Hòa Bình Tù Điếm. Chúng ta Hòa Bình Tù Điếm tại Bình An Giác, thế nhưng là tiền linh khí lồng đậm, phục vụ chu đáo, bên trong tu luyện so với bên ngoài tốt hơn mấy cái cấp bậc. Một cái tên nam tử làm ra có chút tối cười rạng rỡ đi tới trước mặt Mã Quốc Kỵ bốn người, thủ mạt hoàng vị giới thiệu. Cái gì gọi là cái Quang Di giải thích, Mã Quốc Kỵ đã hiểu rõ.
Đại Bình An sắc bất luận tức lâu đều không cho phép đánh nhau, cho nên gia hỏa này dùng tiên tinh khí lồng đậm phục vụ chu đáo kéo khách hàng. Trên thực tế, Bình An giác tiên linh khí thật là thiếu thốn, Mã Kỵ hoàn toàn không để ý vào trong mắt, liền xem như Bình An giác lồng đậm mấy lần cũng là cái dạng này mà thôi. Cái quang gì lại hỏi, không biết các người hòa bình tổ điểm bao nhiêu tiên tinh một năm? Nam tử vội vàng cười nói, không nhiều không nhiều, một người 15 vạn một năm. Nếu các người 4 người cần 4 cái gian phòng đồng thời giao nạp ra mà nói, chỉ cần 55 vạn tiên tinh một năm. Cái quang gì lắc đầu, quá mắc, chúng ta không dậy nổi. Nam tử này hiển nhiên không phải là một người dễ dàng buông tha, hắn vội vàng đuổi tới một bước nói, tại Bình An Giác nhà nghỉ rẻ nhất đều cần 10 vạn một năm, mà hoàn cảnh lại phi thường kém cỏi. Chúng ta hòa bình tử điếm chẳng những hoàn cảnh ưu mỹ, gian phòng rộng thùng thình, còn cung cấp quầy hàng cửa sổ, tùy tiện có thể lấy cho người tại cửa sổ bán ra một ít thứ gì đó, mỗi ngày chỉ cần 1.000 thượng phẩm tiên tinh tiền thuê. Cái quang gì lại muốn nói điều gì, Báo Kỵ lại cười nói, đi trước nhìn kỹ rồi hãy nói. Chương 605, đưa mắt tận địch. Sao hả? Kiếm khách này ngược lại không có lói khoác. Hòa bình tử điểm hoàn toàn chính xác so với nhà nghỉ bình thường phải lớn hơn một chút. Bên ngoài cũng thực sự là một loạt chỗ nằm cửa sổ. Các người nhìn xem, hàng chỗ này nằm cửa sổ, đây là đứng trước người đường cái. Tại Bình An Giác, một cái chính quy quầy hàng một ngày ít nhất cũng là 2.000 tiên tinh. Hơn nữa còn rất là không dễ dàng lấy tới. Chỉ cần người tiến vào hòa bình tử điếm, loại chỗ làm này, các người chỉ cần 1.000 tiên tinh có thể thuê một ngày. Nam tử kiếm khách này chỉ vào cái cửa sổ, càng tự hào nói, liền ở nơi này đi. Báo Kỵ đối với cái quang gì mấy người liền nói, trên gia họa này trước đó có một chút tiên tinh, cho nên tạm thời không cần lo lắng tiên tinh sự tình. Vạn bình chiếc nhẫn mà Báo Kỵ đến bây giờ không có mở ra nhìn, nói như vậy có ý tứ nói rằng cho cái quang gì vạn bình tiên tinh cũng có bọn hắn một phần. Cái quang di không phải là hạng người lề mề chậm chạp, nghe được Mã Quốc Kỵ lời nói là hiểu, biểu hiện đồng ý. Nghe được Mã Quốc Kỵ đồng ý ở chỗ này, tiểu nhị càng là cười rạng rỡ. Chúng ta nơi này có phòng lớn, chẳng những có thể có linh thú gian, có luyện đan, luyện khí gian, thậm chí Mã Quốc Kỵ đưa tay cắt ngang lên tiểu nhị nói, không cần giới thiệu khác, người chỉ cần nói cho ta biết, chúng ta ở gian phòng bình thường 4 cái gian phòng đồng thời 3 năm 150 vạn tiên tinh được hay không? Nếu như có thể mà nói chúng ta bây giờ liền ở, nếu như không được chúng ta liền đi. À, tiểu nhị trợn tròn mắt, nào có Mặc Quốc Kỵ mặc cả dạng này, một lần chém đứt 15 vạn tiên tinh còn không mang theo người khác ra giá. Lại nói, Báo Kỵ nói cái giá tiền này tuyệt đối không thể. Đương nhiên là có thể, ta làm chủ thuê liền 4 cái gian phòng 3 năm 150 vạn tiên tinh. Một cái thanh âm thanh thúy chuyển đến, cùng đi theo là một nữ tử xinh đẹp. Trông thấy nữ tử này, Báo Kỵ thứ nhất tới nhớ tới lại là Lô Nguyệt Sương. Nữ tử này rất xinh đẹp, nhưng mà nàng thật giống như là Lô Nguyệt Sương đều là một bộ ngực ngực thường thường. Một nữ tử xinh đẹp như vậy, bộ ngực thường thường thật là một cái loại tiếc nuối. Chờ Báo Kỵ giao nạp xong tiên tinh, nữ tử mới nếu như có ý vị nói với Báo Kỵ, ta gọi là Hàn Lung, người phụ trách nơi này, tương lai nói không chừng còn có việc người hỗ trợ. Ngươi biết ta? Máu Kỵ trao mày, ngữ khí thản nhiên nói. Hàn Lùng cười một cái nói, chưa nói là nhận biết, chỉ là ta gần đây nhất mấy cái đại tiên vực dạo qua một vòng, nhìn người có chút quen mắt. Nếu là người không ngại đợi lát nữa, ngược lại có thể đi bái phỏng người một chút. Cái quang di sành sỏi, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là Mặc Quốc Kỵ lên tiếng chào, mang theo hai người cấp tốc rời đi gian phòng. Máu Quốc Kỵ không thèm để ý, hắn đến gian phòng của mình về sau đem suy à đưa ra. Hơn 10 vạn thượng phẩm tiên tinh một năm nhà nghỉ, xem như là đại tiên vực cũng là địa phương tốt. Nơi này gian phòng cũng không phải là rất lớn, Máu Kỵ sơ bộ đánh giá một chút, nhiều nhất bất quá chừng 20 mét vuông mà thôi. Máu Kỵ trước tiên chính là trong phòng bố trí hộ trận cùng cảnh cáo pháp trận, coi như nơi này không cho phép bất luận đánh nhau, hắn cũng không biết cái gì không làm. Không đợi Mã Quốc Kỵ đem tất cả trận pháp bố trí tốt, cửa ra vào xúc động cấm chế bỗng nhúc nhích. Mã Quốc Kỵ mở gian phòng cấm chế, Hàn Lung chính là cười rạng rỡ đứng tại trước mặt hắn. Mạo muội tới đây còn xin Mặc đan sư thứ lỗi. Hàn Lung mở miệng liền bại lộ Mã Quốc Kỵ đan sư thân phận, cái này khiến cho Mã Quốc Kỵ rõ ràng đối phương sớm đã nhận ra hắn.
Hàn đạo hữu mời đến đi. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu đem Hàn Lung mời đến. Hàn Lung không có khách khí, nàng tiếp tục tọa hạ, chờ Mạc Quốc Kỵ đem gian phòng cấm chế lần nữa đánh lên. Làm nghiền nói, Mạc đan sư có thể biết mình tình cảnh. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền còn muốn chỉ giáo. Hàn Lung ngữ khí trở nên nghiêm túc, Mạc đan sư, ta trước đây không lâu đi qua mấy cái tiên vực, đồng thời phải nói cho ngươi một cái tin tức bất hạnh. Tin tức người còn sống đã bị Lôn Thải Tiên Đế biết. Lôn Thải Đại Đế bốn phía đang tìm kiếm tung tích ngươi. Ta nghe nói Vĩnh Anh Tiên Vực Tiên Đế Khuê Phong Vân còn có Đại Hạo Tiên Môn cơ hồ cũng đang tìm ngươi. Nói Bái Xích Tiên vẫn nặng cùng với ngươi quan hệ. Còn có một cái tông môn gọi là Thận Mộng Sơn cơ hồ cũng đang tìm ngươi, thậm chí nói cùng ngươi có thù diệt môn. Vậy Đàn Đạo Tiên Minh đâu? Mà có kỵ cũng không kỳ quái những cái người này tìm hắn. Hắn tiêu diệt hại dị đại lục Thận Mộng Sơn. Thận Mộng Sơn hiển nhiên đem tin tức hắn còn sống truyền toàn bộ tiên giới. Hàn Lung nói, Đàn Đạo Tiên Minh không có bất kỳ cái gì phát biểu ý kiến, cũng không có cái gì biểu thị thuyết pháp. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, không có bất kỳ cái gì thuyết pháp, cũng không có cái gì ý kiến, chính là ý kiến rõ ràng nhất, đó chính là Đàn Đạo Tiên Minh triệt để từ bỏ hắn. Ta Thiên Cơ Đàn Các thế nào? Mạc Quốc Kỵ lại hỏi. Rồi hắn trong lời của Hàn Lung cảm giác được Hàn Lung tự hồ cố ý điều tra qua hắn. Quả nhiên Hàn Lung hồi đáp, Thiên Cơ Đan Các bị Lôn Thải Đại Đế hủy đi, nghe nói giết chết 4 người. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên đứng lên, mặc dù đã sớm biết Lôn Thải Đại Đế giết người của Thiên Cơ Đan Các, giờ phút này lần nữa nghe được hắn đi nguyên nhịn không được muốn xông ra tìm Lôn Thải Đại Đế liều mạng. Hàn Lung không hề động, nàng biết Mạc Quốc Kỵ nếu có thể tới đây, đã nói hắn không dễ xúc động. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ không phải là như Hàn Lung nghĩ như vậy, tránh cừu địch tới đây, hắn vẫn là bình tĩnh lại. Lôn Thải Đại Đế không phải hắn có thể chống cự, đừng bảo là Lôn Thải Đại Đế, trong những người đuổi giết hắn không có một cái nào hắn có thể cả. Thiên Cơ Đàn Các bị giết 4 người, xem ra Động Hóa Long cùng Dịch Nan bọn người là giữ nhiều lành ít. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, hắn thành lập Thiên Cơ Đàn Các vốn muốn để cho Thiên Cơ Tông đệ tử sống sót, kết quả ngược lại bị hắn liên lụy, cái này khiến cho trong lòng hắn rất áy náy bất an. Nếu như ta là Đàn Đạo Tiên Minh, vì một cái ngũ phẩm tôn cấp đan vương, ta tuyệt đối sẽ đứng ra nói chuyện, không cho phép Lôn Thải Đại Đế bọn người tiếp tục tìm kiếm ngươi. Hàn Lung gặp Mạc Quốc Kỵ chậm mặc xuống, đứng tại trên lập trường của Mạc Quốc Kỵ nói một câu. Mạc Quốc Kỵ từ tôi nói, nếu như ta Thiên Cơ Đàn Các không có bị người ta giết, ta sẽ tha thứ cho bọn hắn. Nhưng hiện tại ta không tha thứ cho bọn hắn, có lẽ ta không tìm Đan Đạo Tiên Minh thù, nhưng cùng Đan Đạo Tiên Minh hòa hảo đó là tuyệt không thể. Đan Đạo Tiên Minh không đứng ra nói chuyện là bởi vì biết ta sẽ không cùng Đan Đạo Tiên Minh còn bất luận quan hệ gì. Nếu như Mạc Quốc Kỵ biết Đan Đạo Tiên Minh môn chủ Tiêu Lễ Thế từng lời nói, khẳng định sẽ chấn kinh. Tiêu Lễ Thế đáng sợ, Tiêu Lễ Thế chưa từng gặp qua hắn, thế mà đem ý nghĩa hắn đoán thành nhất thành nhị sợ. Duy nhất cùng với Tiêu Lễ Thế ý nghĩa khác biệt là Mạc Quốc Kỵ cũng không định đi giận chó đánh mèo Đan Đạo Tiên Minh, mà Đan Đạo Tiên Minh lo lắng Mạc Quốc Kỵ sau khi trưởng thành đối với Đan Đạo Tiên Minh bất lợi, muốn đem nhân tố bất lợi này sớm bóp chết. Cho nên Mạc đan sư, người lưu lại Bình An Giác cũng không an toàn, có lẽ chỉ ở Bình An Lâu mới có thể bảo trụ cho ngươi bình an. Hàn Lung lại nói. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc họ nhìn Hàn Lung, ta hiện tại cũng coi như là hòa bình tử kiếm cách nhân, người khuyên ta ở lại Bình An Lâu. Hàn Lung thở dài, bởi vì ta chính là sự thật, ta tin tưởng không cần đến một tháng liền có vô số cường giả đi vào Bình An Giác tìm kiếm ngươi. Người tại hòa bình tử điếm bị đại đế mang đi. Đối với hòa bình tửu điếm cũng là một cái loại tổn thương, đương nhiên loại tổn thương này cũng không để cho hòa bình tửu điếm danh dự hạ xuống. Máu kỵ nhân vật bậc nào, hắn đã nhìn ra được Hàn Lung ý tứ, rất khoát nói, Hàn đạo hữu người cứ nói thẳng đi, ta tin tưởng người mới vừa nói xong những lời kia không hoàn toàn là vì hòa bình tửu điếm. Hàn Lung nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, cố ý đứng lên, đối với Mạc Quốc Kỵ cúi người hành lễ, Mạc đan sư, ta đích xác là đi cầu người, mà sở dĩ đối với người rõ ràng như vậy chính là cố ý nghe qua tin tức ngươi. Đáng tiếc ta không có tìm tới tung tích của ngươi, không nghĩ tới ta thất vọng trở lại Bình An Giác, ngươi lại đồng thời tới nơi này, có lẽ đây là một cái loại thiên ý. Mạc Quốc Kỵ không nói gì, hắn nhìn một chút Hàn Lung bằng phẳng bộ ngực, trong lòng nghi ngại một chút. Hàn Lung là đại la tiên viên mãn, nếu như muốn để cho mình bộ ngực đầy đặn nên căn bản không cần phải tìm hắn đan vương này. Hàn Lung cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ ánh mắt, lắc đầu nói, Mạc đan sư, ta tìm ngươi không phải bởi vì ta bộ ngực, ta biết người một cái ngũ phẩm tôn cấp đan vương có lẽ rất nhanh sẽ luyện chế lục phẩm tiên đan. Mạc Quốc Kỵ cắt ngang Hàn Lung nói, Hàn đạo hữu, người vừa rồi có một câu nói sai, ta không phải ngũ phẩm tôn cấp đan vương, ta hiện tại là một tên lục phẩm đan vương.
tại huyền tiên thời điểm, Mao Kỵ liền có thể luyện chế lục phẩm tiên đan, bất quá là hạ đẳng. Hiện tại hắn tấn cấp đến đại ất tiên, cứ việc không có bắt đầu luyện đan, Mao Kỵ cũng là tin tưởng mình có khả năng luyện chế ra lục phẩm thượng đẳng tiên đan. Đây chính là một cái loại tự tin. Mao Quốc Kỵ suy đoán hẳn Lùng là muốn cùng hắn làm giao dịch nào đó. Đã như vậy, hắn còn át chủ bài càng lớn càng tốt. Hẳn Lùng biết tình cảnh của hắn, còn hắn muốn làm giao dịch, hiển nhiên không đối với hắn chỗ xấu. Mao Quốc Kỵ lời nói tựa hồ trong dự kiến của Hàn Lùng. Mao Quốc Kỵ là ngũ phẩm tôn cấp đan vương, há có thể luyện chế không ra lục phẩm tiên đan? Làm gật đầu. Mạc đan sư, ta muốn xin ngươi giúp ta luyện chế một cái lò lịch tiên vương đan. Đây là ta không có lịch tiên vương đan đạo quả. Mao Kỵ có chút cau mày nói, Hàn đạo hữu, ta là một cái lục phẩm đan vương không sai, nhưng ta cũng có vô pháp luyện chế ra lịch tiên vương đan. Hàn Lùng hiện tại là đại la tiên viên mãn, muốn lịch tiên vương đan tấn cấp tiên vương cũng là chuyện thường. Loại chuyện này Mao Kỵ cũng không tùy tiện đáp ứng. Đừng bảo thật sự hắn không có cách nào luyện chế lịch tiên vương đan, liền xem như có thể luyện chế, hắn cũng không đồng ý. Hắn thực lực không cao, cửu địch càng nhiều, lại truyền đi hắn có thể luyện chế lịch tiên vương đan, hắn còn muốn hay không mệnh. Huống chi hắn lúc ngay cả luyện chế lịch tiên vương đan chủ yếu tên linh quả lịch tiên vương đạo quả cũng không có, còn muốn một cái lò đan dược quả thực là quá phận trong quá phận. Hàn Lùng tự hồ cũng không biết báo có nghĩ suy nghĩ, y nguyên tự nói, ta biết Mạc đan sư hiện tại không cách nào luyện chế ra lịch tiên vương đan, mà ta cũng biết được trên người Mạc đan sư có đại lượng lịch tiên vương đạo quả. Mạc Quốc Kỵ nghe tới đó sắc mặt đổi một chút, trước đó hắn ở chỗ dựa vào đan đạo tiên minh trên người có lịch tiên vương đan đạo quả không có quan hệ, nhưng hiện tại nếu như có mọi người đều biết trên người hắn có lịch tiên vương đạo quả, quả thật có bao nhiêu là đáng sợ. Chương 606, chắc bình an bí mật. Ta tin tưởng lấy Mạc đan sư đan đạo thiên phú trở thành một cái vị thất phẩm đan đế cũng không có bao nhiêu năm thời gian. Ta cũng biết yêu cầu của ta đối với Mạc đan sư là quá phận, không có lịch tiên vương đạo quả, thế còn muốn xin mời Mạc đan sư vì luyện chế một cái lò lịch tiên vương đan. Bất quá ta có đạo lý của ta, bởi vì ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật trong đại hoang hải vực. Chỉ cần biết rằng chỗ kia, liền xem như tiền đế cường giả có muốn liều mạng đi tranh đoạt. Hàn Lùng ngữ khí lộ ra bình tĩnh, Mạc Quốc Kỵ biểu lộ lãnh đạm, cũng không có trả lời Hàn Lùng. Đồ vật đến tay mới là bí mật, đồ vật không đến tay cũng là ẩn số. Cho nên hắn đối Hàn Lùng đề nghị cũng không có nhiều nhiệt tâm, thậm chí có chút nhớ nhung muốn tiễn khách. Hàn Lùng hiển nhiên nhìn xa Mạc Quốc Kỵ lãnh đạm, nàng không đợi Mạc Quốc Kỵ nói ra lời tiễn khách nên tranh thủ thời gian tiếp tục. Mạc đan sư, người hẳn còn chưa biết lịch tiên vương đạo quả hiện tại giá trị thế nào. Tiên giới không biết chuyện gì xảy ra, tất cả đan sư bồi dưỡng lịch tiên vương đạo quả đều là bị khô héo, chỉ có lịch tiên vương đạo quả hoang dại mới có thể sống được xuống tới. Thế nhưng là qua nhiều năm như thế, lịch tiên vương đạo quả hoang dại lần này có bao nhiêu? Cho nên tại khi biết trên người ngươi có bao nhiêu mai lịch tiên vương đạo quả về sau, đã có vô số người nhìn chăm chăm ngươi. Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết ta rất nguy hiểm. Mạc Quốc Kỵ khẽ nhíu mày nói, ngữ khí y nguyên không có nhiệt tình lắm. Trước đấy hắn đích thực không để mắt tới trên người mình có lịch tiên vương đạo quả. Nếu như đã sớm nghĩ đến lịch tiên vương đạo quả mà nói, hắn không chừng cũng không tới Bình An Giác. Hàn Lung y nguyên không thèm để ý đến Mạc Quốc Kỵ thái độ, tiếp tục nói, tại trong đại hoang hải vực có một cái mảnh tiên linh thảo chi chưa khai thác qua. Nơi đó tiên linh thảo thậm chí so với ẩn tiền tiền cốc còn muốn phong phú hơn, mà lại ta biết được nơi đó có một gốc đế đạo quả. Nói đến đế đạo quả thời điểm, Hàn Lùng cố chủ ý mà có bị biểu lộ, làng tin tưởng bất kể người nào nghe được đế đạo quả đều là nhịn không được kích động. Huống chi mà có bị là một cái đan sư, để cho làng thất vọng mà có bị ngay cả chân mày cũng không động. Hiển nhiên đối với Hàn Lùng đề nghị không có lừa điểm để ý, mà có bị tự nhiên không để ý. Hắn liền có một cái viên đế đạo quả, huống hồ thứ này đối với hắn hiện tại không có bất kỳ chỗ nào dùng. Nhiều như vậy đế đạo quả để làm gì? Không hứng thú, Mạc Quốc Kỵ lắc đầu. Hắn bây giờ muốn làm thế nào tránh né luôn tại đại đế Bình An Giác hoàn toàn chính xác không thể ngốc. Hắn lại không muốn cùng người khác cùng rời đi. Ta có thể giới thiệu cho người một người bảo hộ, liền xem như luôn tại đại đế
cũng không dám đem ngươi thế nào. Hàn Lung gặp qua Mạc Quốc Kỵ ngay cả đế đạo quả cũng không hứng thú, dùng cái cố gắng cuối cùng nói. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Hàn Lung, nữ nhân này không phải điên rồi, tất cả luân thải đại đế đều không sợ, xem như có cường giả loại này mà đến bảo hộ hắn một cái đại ất tiên. Hàn Lung gặp Mạc Quốc Kỵ tới có chút hứng thú càng là sốt ruột. Ta giới thiệu người chính là Trác Bình An, ta tin tưởng người có thể đi vào nơi này. Chắc chắn không biết Trác Bình An. Trác Bình An mà có nghĩ trước đó thật là không biết. Tại sao khi cái quang gì giới thiệu, hắn ngược lại biết ra hỏa này. Chính ra hỏa này khống chế Bình An giác, mở ra Bình An lâu, điên cuồng tìm kiếm tiên tinh, chắc hẳn thực lực cũng thông thiên cường đại. Hắn tại sao muốn bảo hộ ta? Máu kệ không cho rằng hắn một cái lục phẩm đan vương liền có thể đạt được Trác Bình An cường giả loại này bảo hộ. Hàn Lung thần bí nói, bởi vì Trác Bình An cần một cái đan đế cho hắn luyện đan, mà lại đan đế luyện thành choán mỗi hơn 10 nhiều lắm liền muốn đổi một cái. Người ngẫm xem 7 đại tiên vực cộng lại có bao nhiêu đan đế, hắn mỗi 10 nhiều lắm muốn đổi một cái, lại nhiều đan đế cũng không đủ cho hắn đổi, cho nên cần ngươi trở thành thất phẩm đan đế. Không đợi Hàn Lung nói xong mà cái ánh mắt lạnh đứng lên, Hàn Lung cảm nhận được máu kỵ lãnh ý, theo bản năng im không nói tiếp. Máu quốc kỵ lạnh lùng nói, Hàn Lung đạo hữu, chúng ta bình thường không oán không cừu, người cần gì phải hại ta? Hàn Lung không hiểu nhìn Máu quốc kỵ, lòng tự nhủ chính mình lúc nào hại hắn. Máu quốc kỵ gặp Hàn Lung không hiểu, ngữ khí dịu đi nói, Trác Bình An nếu mỗi 10 năm đều muốn đổi một cái vị đan đế, đó chính là nói đan dược hắn cần đan đế dùng sinh cơ thọ nguyên để luyện chế. Nếu là đan đế thời gian dài luyện chế đan dược này, vậy sinh cơ yếu đi rất nhanh. Một khi yếu bớt chỉ đến trình độ nhất định, vậy càng là muốn cho hắn luyện đan không đủ tư cách. Người nói cho ta biết, Trác Bình An kia lựa chọn đan đế có hay không càng trẻ càng tốt? Hàn Lung sững sờ, lập tức kịp phản ứng theo bản năng hồi đáp, tựa như là dạng này. Làng không phải luyện đan sư, Máu Kỵ đơn giản một cái lời nhắc nhở, làng triệt để hiểu được Máu Kỵ nói hẳn không sai. Thật xin lỗi, ta không biết luyện đan lại còn có cái loại dùng sinh cơ thọ nguyên để luyện chế. Kỳ thật ta không có tư cách gặp Trác Bình An, chỉ là muốn người đồng ý yêu cầu của ta mà thôi. Hàn Lung có chút áy náy nói. Mạc Quốc Kỵ không nói gì nữa. Trên thực tế nếu quả như là dùng sinh cơ để luyện đan, hắn thật đúng là có thể thích ứng công việc này. Hắn có sinh cơ lạc, hắn sinh cơ lạc tự thân sinh cơ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Liền xem như tiêu hao sạch, chỉ cần hấp thu ngoại giới sinh cơ liền có thể đền bù. Bất quá loại chuyện này không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không lựa chọn thông qua Trác Bình An luyện đan đến thoát khỏi luân thải đại đế uy hiếp, tương đương với mới từ cái núi đao này lại nhảy vào biển lửa khác. Nói rõ chi tiết xem người bí mật kia đi, nếu như người có thể nói, ta nguyện ý cùng người đi một chuyến đại hoang hải vực. Mạc Quốc Kỵ thở dài, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu là bị luân thải đại đế ngăn tại Bình An giáp, hắn muốn chạy cũng chạy không nổi. Đi Bình An lâu tị nạn, vậy tương đương là uống rượu giải khát. Hàn Lung nhãn tình sáng lên vội vàng nói, ta đại hoang hải vực một cái địa phương không đáng chú ý, có một chỗ linh dược viên, chỗ linh dược viên này có đỉnh cấp ẩn nấp hộ trận, tựa hồ có một cái khôi lỗi thú cấp bậc cực cao thủ đội hộ. Ta sở dĩ biết được nơi này bởi vì ta đến được qua một cái tấm viễn cổ bảo đồ, về sau ta liều chết đi qua nhìn một chút. Thật đúng là vậy, người nói là đỉnh cấp khôi lỗi thú bảo hộ, đỉnh cấp tới trình độ nào? Máu kỵ nhãn tỉnh sáng lên. Hàn Lung không có bất cứ cái gì giấu giếm, khôi lỗi thú kia ít nhất là cấp 7 trở lên, ta nghi hoặc đều là đến cấp 9. Bất quá người không cần lo lắng, khôi lỗi thú kia tựa hồ nguồn năng lượng không nhiều lắm, động tác cực kỳ chậm chạp, chớp mắt thậm chí không đủ trình độ uy hiếp gì. Nói xong Hàn Lung vì đã động, Máu kỵ lại bổ sung một câu, dược viên kia là một cái viễn cổ đại lăng lưu lại, bên trong có đại lượng cấp 7 tiên linh thảo. Mạc đan sư muốn tấn cấp đan đế, cái chỗ kia chính là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ nói không chừng cái chỗ kia còn có bảo vật khác. Mạc kỵ không tiếp tục hỏi thăm dược viên trong đại hoang hải vực mà nói, người vì sao muốn một cái lò lịch tiên vương đan? Người khác cầu đan không phải cầu một viên mà thôi. Hàn Lung hít một hơi thật sâu, ngữ khí nhẹ nhàng nói, bởi vì ta muốn báo thù, ta bị một cái xúc sinh một đào lột ngực. Tên xuất sinh kia vẹn vẹn vì thu được kết quả tốt của một nữ nhân khác, bởi vì làng so với ta ưu tú liền làm ra hành vi xuất sinh như vậy. Còn muốn một lò là bởi vì ta còn có hai cái sư muội nguyên bản năm thành tấn cấp tiên vương, kết quả các làng
bởi vì ta liên lụy nhận ách vận giống vậy, cũng không có cách nào nhìn trộm tiên vương chi cảnh, cho nên ta muốn bồi thường cho các nàng. Mao Kỵ thầm nghĩ, quả nhiên là các loại cặn bã đều có. Vì thu hoạch kết quả tốt của một nữ nhân, thế mà đem ngực của mấy nữ nhân này toàn bộ gột sạch. Gia hỏa này cỡ nào biến thái. Nếu như bị hắn trông thấy loại cặn bã này, chỉ có một con đường chết. Là một cái tiên nhân đến nói, ngực bị gọt hoàn toàn chính xác có thể khôi phục, nhưng nhục thân là căn cơ cùng bản nguyên trọng yếu nhất của tu tiên giả. Một khi bị thương tổn, xem như khôi phục, đạo cơ cũng chịu ảnh hưởng. Tiên vương vốn chính là vạn người không được một. Mỗi một cái tiên vương cơ hồ là hoàn mỹ tấn cấp tồn tại. Loại tu sĩ đạo cơ nhận lấy tổn thương này, trừ khi dùng nghịch thiên bảo vật, dưới cái tình huống bình thường không có cách nào khôi phục nguyên dạng. Hàn Lung cho tới bây giờ không có sử dụng thiên tài địa bảo, hẳn là ốm nhất hy vọng có thể lấy được hai cái lịch tiên vương đan tấn cấp tiên vương. Một khi nâng cấp đến tiên vương về sau, thân thể hao tổn tự nhiên sẽ là bổ đủ, lần nữa khôi phục hoàn mỹ thân thể. Lịch tiên vương đan chân quý cỡ nào, một viên đều khó chiếm được, đừng nói là hai cái. Khó trách Hàn Lung sinh hắn là một cái lò lịch tiên vương đan. Hàn Lung sau khi nói lời này đầy lòng mong đợi nhìn Mã Quốc Kỵ, nàng lo lắng Mã Quốc Kỵ lần nữa cự tuyệt tới. Mã Quốc Kỵ lần này không do dự, nếu như không hợp tác với Hàn Lung, hắn cũng có khả năng tiến vào đại hoàng hải vực. Dù sao tiên giới nhiều thế lực cường đại như vậy truy sát, hắn thật không có cái nào địa phương tốt trốn trốn. Ta đồng ý, chờ ta tấn cấp thất phẩm đan đến thời điểm vì ngươi luyện chế một lò lịch tiên vương đan. Mã Quốc Kỵ một khi quyết định liền không có lửa điểm do dự. Đa tạ Mạc đan sư, Hàn Lung kích động ngữ khí đều là run rẩy. Ta đề nghị Mạc đan sư cùng ta hiện tại liền đi đại hoang hải vực. Những cái tiên đế kia thủ đoạn thực sự là đáng sợ. Cứ việc bình an giác không có truyền tống trận, ai cũng không thể khẳng định bọn hắn lúc nào tới. Đặc biệt hắn luôn tại tiên đế, ái phi của hắn mạng nhỏ còn đang treo ở đó, thời thời khắc khắc muốn đưa người nắm tới. Mã Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, giết chết thiên cơ đàn bốn người, còn muốn chính mình cho phi tử hắn cứu mạng. Luôn tại đại đế này, cho mình là sáng thế thần sao? Hắn Mã Quốc Kỵ nhưng cũng không có phong cách phẩm cước đức cao như vậy, cảm thấy luôn tại đại đế phi tử cùng chuyện này không quan hệ, liền xuất thủ cứu giúp. Hắn bây giờ nhìn thấy lồn tại đại đế, chỉ muốn nói một câu, đưa cái cổ rửa sạch chờ lấy. Đối với Hàn Lung mà nói, Mã Quốc Kỵ rất là nhận đồng. Muốn rời khỏi bình an giác liền sớm làm, chậm một ngày liền một phần nguy hiểm. Hàn đạo hữu, người lần này đi mấy cái tiên vực dạo một vòng, có hay không nghe qua Ma Nguyệt Tiên Môn, gần nhất chuyện gì? Mã Quốc Kỵ lúc đầu không cố ý định hỏi thăm, nhưng hắn thật sự nhịn không được. Huống chi hắn hiện tại cùng Hàn Lung đã đạt thành hiệp nghị, tại không có hoàn cảnh hiệp nghị trước đó, Hàn Lung không có khả năng nói lung tung,